Chiều 23 tháng 3, đội tuyển Việt Nam có buổi tập tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là buổi tập làm quen sân thi đấu chính thức trước ngày đối đầu đội tuyển Oman tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Buổi tập của đội diễn ra dưới thời tiết lạnh, nhiệt độ khoảng 18 độ C. Thời tiết lạnh bất ngờ nằm ngoài tính toán của ban huấn luyện do những ngày qua trời khá nóng bức. Một cơn mưa lớn cũng bất ngờ xuất hiện sau khi buổi tập bắt đầu được khoảng 10 phút, khiến cho thầy trò huấn luyện viên Park Seo gặp không ít khó khăn. Lực lượng tuyển Việt Nam đang tổn thất nặng vì dịch Covid-19. Trong ngày 23 tháng 3, Đức Huy và Hoàng Đức có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. Hiện nay, trong tay huấn luyện viên Park chỉ còn 22 cầu thủ khỏe mạnh có thể thi đấu. Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam đã thua ngược 1-3 trước tuyển Oman. Đối thủ đã gây khó cho các học trò của huấn luyện viên Park Hang Seo bằng những tình huống dàn xếp đá phạt góc. Ông Park trong những ngày qua cũng đã cho các cầu thủ tích cực triển khai các bài rèn luyện bóng bổng Phát biểu cho họp báo trước trận, vị chiến lược gia người Hàn tin rằng các cầu thủ hiện nay đều đã hiểu rõ cách để ứng phó với kiểu đá phạt góc khó chịu của Oman. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Oman sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 3 và được truyền hình trực tiếp trên FPT Play.